Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có 3 nội dung chính như sau. Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi view lại danh mục các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản, từ nhóm cổ phiếu trụ đến nhóm cổ phiếu thép, nhóm ngành dầu khí, xây lắp bất động sản hạ tầng, đầu tư công. Sau đó thì chúng ta sẽ điểm đến nhóm ngành banh, nhóm ngành chứng khoán. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm một số các cái nhóm ngành phụ, ví dụ như là nhóm ngành thủy sản. Hôm nay thì cũng sẽ phân tích thêm một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Hiện tại thì nó cũng đang có một số các cái tín hiệu tương đối là ok đó, và một số các cái mã cổ phiếu penny nếu như chúng ta còn thời gian. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view lại tất cả các kịch bản phân tích tuần để chúng ta xem thử là trong tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta đã diễn biến như thế nào, nó có diễn ra thuận lợi hay không, và nó có diễn ra theo đúng các cái kịch bản mà chúng ta dự báo hay không. Và phần thứ ba thì Hùng cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một vài các cái dự báo về xu hướng thị trường trong tuần mới, và cũng là cái tuần đầu tiên của tháng cô hồn, đúng không anh chị? Hôm nay là mùng một âm, ngày 1 tháng 7 âm, thì cũng nhân dịp cái bản tin đầu tháng đó, tháng âm thì cũng thường thường mọi năm thì tháng cô hồn mọi người bảo là chúng ta sẽ ít làm ăn hơn rồi vân 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 vân, nhưng theo quan điểm của Hùng thì khả năng thị trường chứng khoán của Việt Nam sẽ vận động theo đúng những cái gì nó đang có, chứ nó cũng không ảnh hưởng đến cái câu chuyện là tháng cô hồn hay không đó. Thì trước khi mà chúng ta đi vào nội dung chính của bản tin thì chúng ta sẽ cùng view lại một tí, tức là đây là hiệu suất đầu tư của các quỹ đầu tư các anh chị, 6 tháng 7 tháng đầu năm, và hình như đây là có một cái bạn ấy tổng hợp lại, bạn ấy có gửi cho Hùng cái file này, thì chúng ta thấy rằng là trong khoảng 7 tháng đầu năm của chúng ta thì thị trường chứng khoán Việt Nam hết sức là khó khăn, và các quỹ ngoại gần như là nằm ở trạng thái âm, và cá biệt có những quỹ đã âm đến gần trên 30%, còn cái mức độ âm khoảng tầm từ 10 đến khoảng tầm độ 20% thì chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn. Điều này cho thấy rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, bây giờ là bắt đầu kết thúc tháng 7 rồi, nó gặp hết sức là khó khăn đó. Và cái câu chuyện khó khăn chung, tuy nhiên trong cái sự khó khăn đó chúng ta vẫn tìm được những cái nhịp đánh ngắn. Chắc chắn là rất nhiều những tài khoản của chúng ta bị kẹp lại từ vùng index của chúng ta. Rất nhiều những cái tài khoản mà chúng ta bị kẹp lại từ vùng index của chúng ta ở khoảng vùng 1.500 điểm ở đây. Cái vùng này là bị kẹp lại rất nhiều hàng. Đó, thì bây giờ rơi đến cái vùng 1.150 điểm, 1.160 điểm và 1.200 điểm đây. Thì chúng ta phải tìm cách, đảo hàng chém cá, và chúng ta phải tìm cách để giảm giá vốn để đưa về cái giá vốn cân bằng, và để từ đó chúng ta mới bắt đầu có lãi. Và cái câu chuyện là cái thuật ngữ chém cá trên thớt đó là một cái phương pháp rất là hay, và đòi hỏi tất cả các nhà đầu tư đã tham gia trên thị trường chứng khoán thì các anh chị phải nắm được cái phương pháp đó, vận hành được cái phương pháp đó, và biết cái thời điểm để chúng ta sử dụng cái phương pháp đó. Đó là một cái điều rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có một cái chủ động, một cái cuộc chơi, và giúp chúng ta không bị động, không bị cắt lỗ một cách vô cớ, vân 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 vân. Rất nhiều các cái yếu tố kỹ thuật mà hội tụ ở trong cái phương pháp chém cá trên thớt. Thì trong cái quá trình mùng phân tích thì cũng có hướng dẫn các anh chị xong kèm ở trên video, và sau đó thì nếu như các anh chị mà về đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS thì sẽ nhận được những cái phân tích khá là chuyên sâu, khá là chi tiết hàng ngày, và có những cái mã cổ phiếu đẹp hoặc có những cái mã cổ phiếu mà có thể có những cái điểm mua để chúng ta đảo hàng chém cá, thì cũng sẽ phân tích ngay lập tức khi mà cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy, và sẽ được up lên ở trên nhóm đó, thì các anh chị lưu ý là như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, nội dung chính đó là chúng ta review các cái danh mục khá là cơ bản. Thì đối với VIX ngày hôm nay là quỹ cơ cấu, chính vậy nên là cây nến này thì nó cũng chưa thực sự là phải là một cây nến chính xác đó các anh chị, dẫn đến câu chuyện là chúng ta sẽ cần chờ thêm cây nến của ngày thứ hai. Nếu trong trường hợp nó không công lại được vùng 66 cộng thì có khả năng, tức là đồng nghĩa là xấu, và khi mà có một cây nến nó nằm ở dưới vùng 66 ở đây thì như vậy là xu hướng của VIX sẽ tiếp tục giảm giá, các anh chị lưu ý. Vinhome ở thời điểm hiện tại thì đang khá là ok. Trong 2 tuần vừa qua thì Vinhome đang test được ở trên vùng 58 đến vùng 58.5.
Ngắn hạn thì Vinhome có một cái vùng kháng cự ở đây là vùng 60, phiên ngày hôm nay thì nó có thời điểm đóng trên 60 nhưng mà kết phiên thì nó không giữ được cái điểm số cao nhất. Nhìn về góc độ kỹ thuật thì bây giờ là cái đường MACD đã có một cái sự chuyển pha nhất định nào đó, tức là cái xu hướng cổ phiếu nó đã đỡ xấu hơn, và nếu trong tuần tới mà cổ phiếu Vinhome mà đánh vượt thoát được vùng 60 thì khả năng là nó sẽ hướng lên khoảng vùng 62.5 đến khoảng vùng 63. Ở VRE trong tuần vừa qua đã có tín hiệu giao dịch cực kỳ là tốt, hấp dẫn đó các chị. Sau khi mà nó đi tích lũy ở biên 26, biên hỗ trợ kỹ thuật 25.5 đến khoảng vùng 26 đã được cùng phân tích đối với mã cổ phiếu này. Sau một cây nến tăng mạnh thì xu hướng chắc chắn là nó sẽ trả cung vùng 27.3 đến khoảng vùng 27.6, anh chị lưu tâm nó sẽ mất khoảng 2 đến 3 cây, tức là nó phải khoảng tầm phiên ngày thứ tư thì nó sẽ xác nhận thêm cái xu hướng tích lũy nền. Sau một cây kéo mạnh thì nó sẽ tích lũy nền ở đây để đánh giá xem cái việc là nó tích lũy nền thành công hay không. Ở Vinamilk, thế trận hiện tại của Vinamilk là cũng nằm ở trong một cái thế trận có thể kéo được, kéo long được, và kéo long đẹp và kéo long có cơ sở, các anh chị có cơ sở. Đối với Vinamilk chúng ta có phân tích một nhịp hồi, và nhịp hồi này thì cũng đang hướng cái target mark của nó lên khoảng vùng 75.5 đến khoảng vùng 76, và tuần trước đây thì nó có một nhịp kéo lên nhưng mà cũng chưa đạt được target. Song song với nó thì nó có hình thành được một cái vùng 72 ở đây, đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng, và vùng kháng cự ngắn 73.5 phiên ngày hôm nay chạm 73.5 bị tụt lại. Nhìn về dòng tiền thì như vậy là đang khá là ok rồi đó, khá là ok. Và để mà thị trường đi tiếp thì tạo lập cũng cần phải sử dụng một số các cái mã cổ phiếu trụ, và Vinamilk là một trong những mã cổ phiếu mà theo quan điểm của Hùng là hoàn toàn có thể sử dụng được. Cổ phiếu VDC cũng là một cái trụ mà tạo lập hoàn toàn có thể sử dụng để kéo điểm số. Đây là một cái nhịp mà tạo lập họ dùng, họ kéo trụ các anh chị. Thì trong thời điểm hiện tại là VDC cũng đã có một cái nhịp tích lũy ở quanh vùng 124, 125 khá là dài. Đó, rất là dài rồi. Thì hoàn toàn có thể là từ cái nhịp tích lũy này nó sẽ có những cái nhịp đánh lên. Thì trong tuần vừa qua thì cũng có dự báo là cái xu hướng là nó tiếp tục ở quanh 124, 125 đây các anh chị này. Các anh chị nhìn thấy ạ. Ba cây nến, ba phiên đầu tuần thì nó đi ngang ở đây. Có một cây đẩy lên nhưng cây kết tuần thì nó lại trả hết. Như vậy là tuần tới thì khả năng tiếp tục sẽ có những cái biên đi ngang 124, 125. Kháng cự ngắn mà chúng ta hướng đến ở đây là 131.5 đến khoảng vùng 132. Superdome Kiên Giang trong tuần trước thì nó đã có một tuần đánh khá là tích cực, và chúng ta có nói đến một cái cản ở đây, đó là cản 18. Thì cản 18 này đến chính thức đến tuần này thì nó đóng đúng cản thôi, chứ còn để mà gọi là vượt thoát hoặc là nó phải bay ra hẳn cái cản này thì đấy mới là đẹp. Và nó đóng đúng cái cản này thì cảm giác nó vẫn chưa yên tâm, tức là chưa yên tâm về mặt thế trận anh chị. Tuần tới thị trường thuận và muốn đi tiếp thì em này phải đánh mạnh một hai cây, đánh mạnh một hai cây, và mục tiêu ở trong nhịp này thì vẫn đang đặt ở 19.5 đến khoảng vùng 20. Hỗ trợ kỹ thuật như vậy trong tuần thì vô hình dung nó đã tạo thành một cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây các anh chị này, nó ở khoảng vùng 17.4. Ok, 17.1. Đó, tuần tới thì khả năng vẫn có thể có những cái phiên test về 17.4, đây là câu chuyện rất bình thường, và mục tiêu thì 19.5 đến vùng 20. Man San cây nến kết tuần thì hơi xấu. Trong tuần nó đã có giao dịch rất là tích cực khi mà vùng biên 103, 105, ở đây là biên hỗ trợ anh chị, đó, biên này hỗ trợ này. Và kháng cự ở đây đó là vùng 112.5, truy sát chạm vùng kháng cự thì phiên này bị đổ. Đổ lại như này thì tuần tới lại quanh 105 thôi, nó lại tích lũy lại. Bảo Việt trong giai đoạn hiện tại, Bảo Việt cũng đang có một cái dòng tiền đánh tương đối là tốt, và hoàn toàn tạo lập có thể sử dụng Bảo Việt là một trong những cái trụ kéo của thị trường. Cái vùng kháng cự mà chúng ta đang nói lên ở đây nó vùng 59.5, vùng 60, mục tiêu thì vẫn lên đến đó. Trong tuần thì Bảo Việt đã có hai nhịp chỉnh đó, điểm chỉnh thứ nhất đó là nó chỉnh về vùng 55.5, và trong phiên ngày thứ hai thì nó chỉnh về vùng 55.5, và phiên ngày thứ ba thì nó test điểm sâu hơn đó là vùng 53.5 đến khoảng vùng 54. Sau đó thì nó có một cây nến hồi lên, sau cây nến này thì nó đang có hai cây nến test lại ở trên biên trên ở vùng 56.5, như vậy là tạm tạm xem là tích cực, tạm xem là tích cực. Tuần tới thì chúng ta có kỳ vọng ngắn ở vùng 59.5 đến vùng 60, đó là cái target mà BBH sẽ hướng đến. Hiện tại thì đường MACD của BBH cũng đang khá là tốt, tức là nó đang hướng lên, tức là nó đang ủng hộ một cái trend kỹ thuật tăng tăng điểm của cổ phiếu BBH.
Cổ phiếu PNG. PNG thì trong tuần chủ đạo nó là xu hướng tích lũy ở vùng 110, 112. Vùng kháng cự ngắn ở đây 115 thì chúng ta sẽ quan sát thêm động thái kỹ thuật. MWG, các anh chị, MWG ở đây trong cái nhịp mà kéo kéo lên đúng không ạ? Thì cũng đã có phân tích rồi, bao giờ cũng như vậy, cổ phiếu bao giờ nó cũng sẽ có những cái xu hướng test lại cung. Đó, và cái tội mà các anh chị mà cứ đua xanh, đó, đua xanh theo những cái trận đồ này thì bao giờ cũng chúng ta cũng sẽ gặp những cái rủi ro rất là lớn. May mắn thì ví dụ như sau khi mà những cái phiên long này nó đánh lên thì như vậy là tốt, nhưng mà đây những cái phiên mà chúng ta đua xanh như này thì thông thường về đây là chúng ta bị cắt lỗ hết này. Điểm này sẽ là điểm mà những cái tài khoản mà đua ở vùng này thì gần như về vùng này là cắt hết đó. Vậy thì cổ phiếu đã trả cung và những cái nhịp trả cung 64, điểm trả cung sâu hơn trong bản tin phân tích tuần ở vùng 62.5 và vùng 62 này nó cũng thủng luôn đấy các chị này, hai phiên kết tuần nó thủng luôn. Với cái đà này thì chắc chắn là sẽ kiểm tra lại vùng 60, thậm chí là vùng 58 ở đây, tức là nó hình thành lại cái mô hình V-kép ở đây ở trong tuần tới, và xu hướng thì vẫn có những cái điểm chỉ giảm. Nhóm thép của chúng ta thì đến thời điểm hiện tại là giá thép thế giới đang có những cái điểm bật tăng tương đối là tốt các anh chị, giá thép đang bật tăng tương đối tốt. Điều này thì nó cũng sẽ giúp cho nhóm thép có những cái tín hiệu giao dịch khởi sắc hơn. Và các anh chị có hiểu vì sao là trong cái thời gian vừa qua nhóm thép của chúng ta không tăng được không ạ? Bởi vì cái giá thép thế giới nó đã xuống rất là mạnh, và cái trend chủ đạo của giá thép thế giới nó đang ở trend giảm. Một phần giá thép giảm cũng được giải thích đó là do Nga đã bán phá giá rất nhiều thép ở trên thị trường, gọi là không xuất khẩu được sang châu Âu mà. Đó nên là họ đã bán phá giá, cái câu chuyện như vậy và dẫn đến cái câu chuyện là giá thép đã có một cái giai đoạn chỉnh giảm rất là mạnh. Đó chính vì đấy là cũng là một trong những cái lý do. Thì khi mà giá thép mà đang giảm, mà giá thép thế giới đang giảm á, thì các cổ phiếu nhóm thép của chúng ta đã có một cái hành trình tích lũy tương đối dài, và phải nói là đến khoảng tầm từ ngày 20 tháng 5 20 từ ngày đúng không các anh chị, từ ngày 20 à xin lỗi cả nhà, từ ngày 20 tháng 6 và hôm nay là 29 tháng 7, như vậy là cũng coi như ròng rã một tháng vừa qua là nhóm thép không có biên lợi nhuận, gần như là không có biên lợi nhuận. Nếu như các anh chị đua xanh, ví dụ như đua ở vùng kháng cự 23.5 này thì lại còn bị lỗ. Đó. Còn nếu như chúng ta mua được ở vùng 21.5 đến vùng 22 là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì bây giờ gọi là 21.5 tức là không lỗ không lãi. Đấy. Gọi là huề. Thì với xu hướng của Hòa Phát như này thì nó cũng chưa chưa đạt được anh chị. Như vậy là cái vùng kháng cự 23.5 vẫn là một cái vùng cản tâm lý tương đối là mạnh của cổ phiếu này. Đồng thời với việc đó thì chúng ta cũng sẽ có cái vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 tạm thời trong tuần tới, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục làm việc với cổ phiếu này ở quanh cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này, thậm chí là có thể vùng 20.7, tức là Hòa Phát hoàn toàn có thể test lại đáy ở đây. Đấy, cái điểm này, những cái điểm này đang cho thấy rằng là cái sự suy yếu nhất định của cổ phiếu Hòa Phát ở trong ngắn hạn. Hoa Sen Hoa Sen thì như vậy là cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta hướng đến vùng 20 là chưa đạt được, và trong cũng ròng rã khoảng một tháng vừa qua thì HSG cũng nằm ở trong những cái biên tích lũy đó. Ví dụ như là chúng ta mua ở trong những cái vùng biên tích lũy ở quanh vùng 16.2 thì bây giờ đang tạm lãi một tí đó, chứ còn nếu mà đua ở những cái vùng 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 kháng cự ở trên này thì như vậy là tạm đang 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 tạm thời bị lỗ nhẹ đúng không? Và cái kháng cự 17.7 này nó rất là quan trọng, chính vậy nên là nó bò rất 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 là dài ở quanh cái điểm này. Các anh chị có thể nhìn thấy đây. Với tín hiệu này của Hoa Sen thì cũng nó cũng chưa thực sự khởi sắc bởi vì lực cầu nó đang bị khá là thấp. Đó. Và tuần tới thì khả năng là cái xu hướng của Hoa Sen chúng ta vẫn phải làm việc với Hoa Sen ở quanh vùng 16.2. Đó, tạm thời quanh vùng hỗ trợ này. Nam Kim lực cầu trong những cái tuần trước thì đánh khá là tốt, tuy nhiên là nó cũng không thể vượt thoát được và nó cũng chưa hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 22. Nó gặp cái vùng cản ở đây là vùng 20 20.5 thì đang bị đổ lại, và vùng cản này thì trước mắt vẫn đang là vùng cản tâm lý tương đối là mạnh. Nam Kim thì cũng chưa thể phục hồi ngay được, nhìn cái cách như thế này thì nó cũng sẽ khó là khá khó là khá là khó khi mà tuần tới có thể nó chạm cái vùng kháng cự 18.5 này thì nó lại có những cái điểm chỉnh cung lại, tức là nó phải cần có một cái cú hích nào đấy về giá thép mạnh mẽ hơn thì cái đó thì
thì cái cơ hội để mà vượt thoát của Nam Kim nó mới mạnh mẽ được. TVN vẫn chưa ổn, vùng 7.7 là hỗ trợ và vùng 8.5 là vùng kháng cự. TLH chúng ta có phân tích vùng kháng cự 10 và vùng biên kỹ thuật hỗ trợ ở vùng 8.7 đến vùng 9. Tuần này thì nó đóng ở 9.14 và nói chung là cũng nằm, nếu mà trong tuần mà chúng ta ke ở vùng 8.7 chúng ta mua thì như vậy là vẫn có lãi, lãi tí tẹo. Thì cái mục đích mà chúng ta tìm ra được những cái vùng hỗ trợ các anh chị đấy là để cho chúng ta mua cổ phiếu, đơn giản thì có như vậy thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến phân tích nhóm ngành cổ phiếu dầu khí. Thì đối với nhóm ngành dầu khí hiện tại thì cũng không có bật cái update, nhưng mà trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì dầu khí hiện tại đang tăng và nó đang tiệm cận lại quanh vùng 100 đô trên một thùng. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, hiện tại thì nhóm ngành dầu khí có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng ở vùng 94.5 đến khoảng vùng 96 ở đây, và cứ chạm về đây thì nó bật, điểm này là điểm bật cao nhất, và đây các anh chị nó chạm về vùng 105 và nó dội lại. Đó, cái cách tạo lập ở đây thì nó cũng sẽ cắt, tuần tới nó sẽ có những cái điểm mà giúp chúng ta nhận diện về mặt kỹ thuật của giá dầu. Cái tạch thứ hai nó tạch từ vùng 94.5 mà lên đến khoảng vùng đây là bao nhiêu ta? Đó, lên đến đây. Đó, khoảng vùng 103. Đó, nó giảm và cái điểm hồi kỹ thuật thứ ba. Đấy thì nó đang về hồi về lại khoảng quanh vùng 102 đi, 102. Đó. Rồi nó chỉnh. Thì như vậy là gì? Thì như vậy là chúng ta đang nhìn thấy một cái dao động khá là tắt dần, và có thể là nó sẽ có những cái nhịp long lên nhẹ nhàng đây, và cuối cùng cuối con đường này thì nó sẽ phải phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật của nhóm ngành dầu khí. Tức là nếu như nó thủng vùng 94.5 thì đấy là một cái dấu hiệu mà dầu khí sẽ giá dầu sẽ bắt đầu đi vào một trend kỹ thuật giảm và có thể là giảm dài. Còn trong trường hợp nếu như nó bật lại được ở trên vùng 100 cộng, và ở đây nó có những cái tín hiệu để chúng ta phân tích thêm, thì như vậy tín hiệu dầu khí nhóm dầu nó bật lên. Khi VGT bật lên thì nhóm P nó cũng sẽ có thêm những cái đà giao dịch hưng phấn và khởi sắc hơn, và hiện tại thì P vẫn đang nằm ở trong xu hướng tích lũy cùng với giá dầu. Đó, giá dầu đang như này thì P nó cũng sẽ tích lũy. Em gas này vì sao mà nó kéo? Bởi vì gas là chủ đạo và kéo về điểm số thôi các chị nhé. Gas chủ đạo kéo điểm số thôi. Thì trong tuần vừa qua gas cũng đã có chỉnh cung ở 103.5 về đến vùng 105 và nó gặp kháng cự ở đây là vùng 110. Tuần tới thì khả năng là gas cũng sẽ tiếp tục công công lại kháng cự 110 này. Nhìn về xu hướng thì gas hoàn toàn có thể kéo lên vùng 115 ở trong nhịp này. PLX thì vẫn chưa có quá nhiều các cái động lực các anh chị, chủ đạo nó vẫn là đi ngang ở quanh biên 41, điểm hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn ở vùng 39.5 đến khoảng vùng 40. VPT trong tuần vừa qua thì tương đối là xấu khi mà VPT tiếp tục rơi, nó rơi mất vùng hỗ trợ 19.5, và với cái xu hướng kỹ thuật này thì như vậy là tuần tới khả năng PVT sẽ rơi về quanh vùng 18 18.5. Mà PVS ở đây chúng ta có phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 22.5. Trong các bản tin tuần trước thì cũng có phân tích vùng 21.5 ở đây. Đồng thời nó đang hình thành nên một cái vùng kháng cự ở khoảng vùng 24.5, 24.4, 24.5 ở đây các anh chị này. Thì xu hướng nhìn về mặt xu hướng là khi mà nó long nó chạm vào đây thì khả năng nó sẽ còn có những cái nhịp sọt. Hiện tại thì đánh giá về nhóm P là nhóm P chưa thể bứt phá được. Dòng tiền đang khá là yếu và hiện tại thì dòng tiền đang nằm ở bất động sản, xây lắp hạ tầng, đầu tư công và nhóm chứng khoán, nhóm banh, khả năng đấy sẽ là những cái mũi nhọn của thị trường các anh chị. Rồi PVD trong tuần PVD đã chỉnh cung về vùng 16 16.5, vùng kháng cự ngắn hạn ở đây đó là vùng 7.8 đến 18. Chúng ta lưu ý. Cổ phiếu BSR ở đây chúng ta có kháng cự tuần 25.5 đến khoảng vùng 26, biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn ở đây đó là biên 23 23.5. Nhìn về cái xu hướng như này thì tuần tới khả năng là nó sẽ test lại ở quanh vùng 24, thậm chí là vùng 23.5 23 ở đây, thì đấy sẽ là những cái vùng test của BSR. OI trong tuần vừa qua thì nó có tín hiệu giao dịch tương đối tích cực hơn so với các mã cổ phiếu khác của nhóm P. OI ở đây thì chúng ta có vùng hỗ trợ 11.5, vùng 12, có một cây nến chạm vùng 12 sau đó rút chân lên.
Vùng kháng cự ngắn ở đây vùng 28 và vùng 13, như vậy thì tạm thời là trong cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ ưu tiên mua cổ phiếu tại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, và về đến cái vùng kháng cự ngắn này thì các anh chị có thể chốt bớt, bởi vì bây giờ trong giai đoạn này mà chúng ta cầm dài đánh dài là gần như không 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 thể thực hiện được anh chị, không thể thực hiện được. Cứ gặp kháng cự là táng cái đó, không biết ngày mai như nào. Đó thì đối với POVK cũng như vậy đấy anh chị này. Đó vùng 10 trong các tuần trước chúng ta có nói vùng 28 đến vùng 13 là vùng hỗ trợ có thể gom này, xong nó lên về đến vùng 13 13 năm. Suy soát là đây được lên đến 13 8 13 năm, có giá 13 năm. 13 thậm chí ở đây là 13 mấy, 13 7, 13 7 đó thì gom gom được tẹo tẹo thế này về nên bán bớt đi. Rồi gom gom tẹo tẹo được ở đây thì cái nến hồi này lên nên bán bớt đi. Đó, chứ đừng có kỳ vọng quá là lớn. Trong giai đoạn hiện tại cứ một lệnh 3 đến 5% theo quan điểm Hùng là đầy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành xây lắp hạ tầng đầu tư công. Thì hiện tại là nhóm ngành này cũng đang thu hút được cái dòng tiền khá là tốt. Trong hai phiên giao dịch kết tuần thì nó đang chỉnh cung quay trở lại, như vậy thì sẽ kỳ vọng vào khoảng phiên ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba. Đó, phiên hai phiên đầu tuần thì nhóm này sẽ bắt đầu quay trở lại tăng điểm. Cổ phiếu DIG đó, trong phiên giao dịch của ngày thứ năm, ngày thứ tư, tư năm sáu, nói chung là phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm thì nó giao dịch tương đối tốt, và ngày thứ sáu thì nó đang có một cái điểm chùn. Điểm chùn này thì có thể nó sẽ mất đến khoảng sáng phiên sáng ngày thứ hai, và kỳ vọng sang đến chiều phiên ngày thứ hai tuần tới thì nó sẽ bắt đầu có cái lực hồi ở nhóm ngành bất động sản. Thì hiện tại á, hiện tại là dòng tiền cũng đang hút ở cái nhóm này tương đối là tốt, bởi vì thanh khoản đã có những cái thời điểm là đã vượt trung bình 21 phiên, đấy là một cái dấu hiệu ấm lên của dòng tiền đó, một cái nhóm ngành nào đó thường thường lấy cái chỉ báo là trung bình 21 phiên đó. Thì đây G ngắn hạn các anh chị lưu tâm đến vùng kháng cự 40, khả năng chạm vùng này thì nó sẽ bắt đầu chỉnh cung, và đồng thời nó cũng sẽ có một cái hỗ trợ kỹ thuật ở đây 33.5 đến khoảng vùng 35. Sell không thể thiếu được đúng không ạ, cặp đôi. Thì sell đây có kháng cự là 32.8 đến vùng 33. Hỗ trợ kỹ thuật ở trong thời điểm này đó là vùng 30, thì trước đây là vùng 30 là vùng kháng cự đó. Khi mà Hùng đang phân tích sell ở những cái vùng ở dưới này 26 27 thì chúng ta đưa lên cái target ở vùng 30. Bây giờ nó break được vùng 30 rồi thì cái vùng 30 nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng để có thể công những cái vùng cao hơn, đó là vùng 30 30 đấy, 33 đến khoảng vùng 35 36. Cặp đôi tiếp theo đó là HBC và đất xanh. Thì hiện tại đối với HBC cũng đã có những cái phiên giao dịch khá là tốt, và dòng tiền thì vẫn đang được tiệm cận ở khoảng trung bình 20 phiên, như vậy là tạm ổn. Hỗ trợ kỹ thuật ngắn của HBC đó là vùng 20, mục tiêu thì chúng ta vẫn hướng HBC nhịp này sẽ công vùng 22 đến khoảng vùng 23. Đất xanh thì bây giờ là đẹp rồi, đất xanh là đẹp lung linh rồi, nếu như mà không có những cái gọi là những cái yếu tố bất thường đi, bất thình lình ý, thì như vậy là đất xanh đang cực kỳ là đẹp, ổn áp luôn. Và chúng ta có thể nhìn thấy mà kỳ vọng một cái trend kỹ thuật của đất xanh hoàn toàn có thể là một sóng dài. Đấy, nhịp này đất xanh đánh từ vùng 20 lên tận vùng 45, tức là tăng khoảng 100%. Thì nhịp này mơ mơ thôi, mơ mơ, nếu mà mơ mơ ấy là chúng ta cũng đã có những cái phân tích về mã cổ phiếu đất xanh DG. Từ ngày mùng 7 tháng 7 chúng ta bắt đầu nhìn thấy đất xanh ở vùng 19.5 đến vùng 20 và HBC ở vùng 17.5 đến vùng 18. Từ ngày mùng 7 tháng 7 các anh chị. Đó, và chúng ta đã bắt đầu có những cái phân tích định lượng về mã cổ phiếu hai cặp đôi này. Đó, từ vùng 19.5 đến vùng 20 đây các anh chị. Đó, vùng 19.5 đến vùng 20, và đến bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục đi theo đây vùng 19.5 vùng 20. Đây là những cái vùng mùng nhận diện những cái vùng test kỹ thuật và các anh chị hoàn toàn có thể thu gom. Tuần này break vùng 22 cực đẹp luôn, và nó đang tiến tới vùng kháng cự 25, hai cây nến test cũng cực kỳ đẹp luôn. Như vậy là tuần tới thì nó có thể đất xanh có thể test về vùng 23.8 đến khoảng vùng 25.
Đây là cái biên test kỹ thuật mà Đất Xanh sẽ test thêm khoảng 1 2 phiên nữa, và chỉ cần một cái phiên mà nó mớm cầu lên khoảng tầm độ 15 triệu cổ phiếu và giá cổ phiếu vượt thoát vùng 25 thì như vậy là đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi. Khi cái tín hiệu đó xảy ra thì chúng ta sẽ nâng target của em này lên vùng 27, thậm chí ở đây chúng ta sẽ ngắm ngắm luôn ở đây cho nó nhanh, nó là khoảng vùng 30 đến khoảng vùng 31 là đẹp đối với Đất Xanh. Cặp đôi tiếp theo đó là C2 và NBB, nó đi cùng với nhau. C2 thì hơi tiếc một tí, nói chung là tiền thì đánh cũng tạm tạm rồi, khoảng tầm 8 triệu đã có những phiên là vượt trung bình 21 phiên, thậm chí là gấp đôi trung bình 21 phiên hoặc gấp 1,5 trung bình 21 phiên, đấy là những cái dòng tiền tương đối là tốt. Tuy nhiên giá thì đang hơi èo ọt. Dòng tiền tốt rồi nhưng giá nó phải vượt bay vượt thoát khỏi vùng 20 đó, và đối với C2 thì ngắm ngắm ở trong giai đoạn này hoàn toàn có thể bắt đầu khởi nguyên của một con sóng mới, cho nên là cứ chỉnh giảm đâu đó về các vùng hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ như trong tuần vừa qua có những cái điểm này C2 về vùng 18,8 đến vùng 19, 19,5 bắt C2 có luôn trong phiên ngày 26 tháng 7. Đó, C2 vùng 19, 19 hai nhặt thêm, và NBB ở vùng 17, 17, 17,3, 17,5 nhặt thêm. Đấy là những cái phiên mà nhìn thấy rằng là khi mà nó chỉnh đấy, phiên ngày 26 đấy anh chị. 26. Đó, 26 tháng 7 là hoàn toàn có những cái vùng giá rất là đẹp ở khoảng 19,2, 19,1. Đóng cửa vùng phiên 26 là đóng cửa giá 19,1. Đấy, ngày 26 tháng 7 đấy ạ. Đó. Đóng cửa vùng 19,1 và cũng có khuyến nghị thêm là 19, 19,2 nhặt thêm, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta cần nhặt thêm, có vị thế thì cứ thế nhặt thêm, đều bài bản như vậy. Hiện tại thì hơi tiếc nuối là nó đóng cửa tuần ở khoảng vùng 20,5 thì đẹp, 20 thì hơi đuối. Như thế này thì tuần tới phiên ngày thứ hai nó phải bật mạnh lên thì ok. Tất nhiên là dòng tiền hiện tại thì vẫn đang ủng hộ cho C2 ở một cái xu hướng tăng tăng điểm rồi, và chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ, team thì vẫn đang cầm. NBB phiên ngày hôm nay đuối quá, lại quay về 17,3, 17,5 thôi, lại túc tác gom tiếp. Như vậy là 17,3 mua đến 18 bán, tạm thời trong những cái thời điểm này ngắn ngắn như vậy. Cặp tiếp theo đó là FCN. FCN đã có những phiên đánh cũng khá là tốt đấy, lên được 16 cộng rồi, nhưng phiên này lại hơi đuối. Đóng cửa đúng 15,5, tức là biên 15, 15,5 chính là biên tích lũy ở trên vùng, gọi là biên tích lũy trên trên vùng kháng cự. Kỳ vọng đối với FCN đó là nó vẫn tiếp tục ổn định ở vùng 15, 15,5, mục tiêu thì cũng đang hướng lên vùng 17,5, khoảng vùng 18. VCG là con thứ hai trong cái cặp này, thì đối với VCG trong tuần nó cũng đã có một cái điểm break ở vùng 21,2 thành công, và sau khi nó break vùng 21,2 thành công rồi á, thì nó tiếp tục có hai cái nến test ở trên vùng 22 cộng, thế này cũng là tạm ổn. Kỳ vọng đối với VCG nhịp này sẽ kéo lên khoảng vùng 24 cộng, khỏe thì lên được khoảng vùng 20 26, nhưng mà nói chung khoảng tầm vùng 24 25 như vậy, đấy là cái vùng kháng cự rồi, và chúng ta lưu tâm đến vùng đó. Và cái cổ phiếu thứ ba đó là LCG, nằm ở trong cái chỗ này, bộ này, thì đối với LCG hiện tại ở vùng 11,3, 11,6. Kháng cự ngắn của em này đó là vùng 13, nó đang hướng đến vùng 13 kháng cự này. Cổ phiếu C4G, chúng ta sẽ đón đầu C4G những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn của nhóm ngành bất động sản khi mà sắt thép đi vào quỹ đạo ổn định, xăng dầu giảm. Mà xăng dầu giảm, xi măng giảm thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật nó khá là tốt, và 6 tháng cuối năm thì khả năng những cái chuyển biến trong cái câu chuyện về đầu tư công, tất cả các dự án sẽ có những cái tiến độ nó đẩy nhanh hơn, quyết liệt hơn. Đó thì đấy là sẽ là những cái thời điểm mà dự báo ở nhóm đầu tư công cũng sẽ có những cái tín hiệu khởi sắc. Đó. Hiện tại thì chúng ta cũng đang nhìn thấy rằng dòng tiền đã bắt Senco 4 ở khoảng quanh vùng 9,8 đến 10 tương đối tốt, và biên hỗ trợ 10,3, 10,8 là dòng tiền đã bắt đầu vào. Khi dòng tiền bắt đầu vào rồi thì chúng ta cũng sẽ vào theo, và các anh chị có thể vào tuần tới có thể ke ở quanh 11,4 để chúng ta vào. Ngắn hạn thì sẽ hướng đến vùng 13,3 đến khoảng vùng 14, đây là vùng kháng cự.
break được những cái vùng kháng cự ngắn hạn này thì cái đó chúng ta sẽ đi phân tích thêm. Cặp tiếp theo đó là cổ phiếu TDH, TDH và DRH, thì hai em này cái tính đầu cơ nó khá là cao, mang tính đầu cơ khá là cao. Hiện tại thì TDH thì cái lực cầu nó chưa đủ khỏe và vùng 5.4 thì 5.3, 5.4 nói chung là cái vùng đây. Nó đi ngang ở đây thì chúng ta tích lũy thêm, mục tiêu ngắn thì hướng về khoảng vùng 6.8 đến vùng 7, mục tiêu xa hơn thì ở vùng 8, tạm thời là hai cái target như vậy. Và vùng hỗ trợ kỹ thuật 47 đến 5 đó là vùng hỗ trợ ngắn. Dream House DRH thì đối với DRH có vùng hỗ trợ kỹ thuật 78 đến vùng 8, các anh chị có thể canh gom. Vùng kháng cự ngắn ở đây đó là vùng 88 đến vùng 9, break được vùng 9 thì sẽ hướng lên vùng 10, và hiện tại trong cái nhịp mà chúng ta có phân tích về DRH thì chúng ta đang hướng hướng cái mục tiêu đầu tiên nó là đánh về 10, còn khi break được 10 thì đấy là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Đó. Cặp đôi tiếp theo đó là Nam Long và KDH cũng đã được khuyến nghị đầu tư. Nam Long khi mà chúng ta có nhìn nhận ở đây đó là có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 35.5 đến vùng 36.5, và tuần vừa qua thì cũng có khuyến nghị bắt thêm ở quanh vùng 37. Nam Long có trong phiên ngày 26 khuyến nghị 36.5 đến khoảng vùng 37 bắt thêm, và KDH thì ở khoảng vùng 36 36.2. Tuần này thì Nam Long đã bắt đầu có những cái khởi sắc hơn khi mà nó đánh ở vùng kháng cự 39.2. Tuần tới khả năng nó sẽ có thể có những cái điểm nhả cung ở khoảng 38.7 đến khoảng vùng 39. Thì những cái điểm này thì các tài khoản chúng ta có thể canh gom thêm, mục tiêu ở nhịp này sẽ hướng lên vùng 43 đến khoảng vùng 44. Khang Điền đã có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 35 36 trong tuần vừa qua. Phiên ngày 26 tháng 7 là có hướng dẫn thêm ở vùng 36 36.2. Phiên ngày 26 này. Phiên này hình như là phiên ngày ở 26 này. 36 36.2. Đó, 36.3. Đây là các cái vùng test kỹ thuật tương đối đẹp của cổ phiếu KDH. Tuần này nó công lên vùng 38 nhưng mà nó chưa chạy được ngay đâu, khả năng nó sẽ có thêm các điểm chỉnh cung ở cùng vùng 37.5, tuần tới test về vùng 37, thậm chí là có thể có vùng 37. Đó. Có thể có vùng 37 37.5 thì các anh chị có thể canh gom thêm, mục tiêu ở nhịp này sẽ đánh về khoảng vùng 40. Cặp đôi tiếp theo đó là HDG. Thì đối với HDG là đã có phân tích cũng khá là sớm ở quanh vùng 44 44. tháng 7. HDC là ke ở vùng 41 41.5 vào thêm. HDG là ke ở quanh vùng 44.5 để vào thêm hướng đến vùng kháng cự 48 đến 49. Đây là một phân tích từ ngày 13 tháng 7, 13 tháng 7. Đó, từ ngày 13 tháng 7. Mùng 7. Đây này. Đâu đó cái đoạn này này. 18, 13 hình như đây 13 này. 14 đây. Chính là phiên này. Đó thì chúng ta có ke ở cái vùng 44 44 44 44 mấy đây ta? 44 445. Đó, hoàn toàn có thể là có ở vùng 445 đây không các chị? Đó, 445. Đây giá 44 445 đó, 45. Thì bây giờ là ngon rồi. Sau một thời gian thu gom thì bây giờ nó bắt đầu hành trình nước rút. Ngắn hạn mục tiêu của HDG đó là ngắm về vùng 55 55 và xa xa hơn thì có thể là vùng 60. Nhịp này HDG đang đánh rất phê và rất đẹp anh chị. Và liên tục từ đó, từ ngày 13 tháng 7, 14 tháng 7, 15 tháng 7, 26 tháng 7 và hôm qua. Đó, chúng ta liên tục có những cập nhật như vậy. HDC cũng đang đẹp rồi đó. HDC cũng từ ngày 13 tháng 7 đâu, ta ke từ vùng 41. Con này chia à? À không phải, đây 13 tháng 7. Đấy, 13 tháng 7 đây đúng rồi. Đó, tức là cái biên mà có phân tích ở đây này 40 đến 42 này. Rồi và sau đó thì là chúng ta ke ở cái đấy khả năng 41 41.5. Có luôn vùng 41 41.5 đây.
nó có thêm một hai cây nến nhào qua vùng 41 thoải mái để chúng ta mua. Nhịp này đang phiên qua đánh phiên ngày thứ tư đánh tốt, hai phiên test lại nhẹ nhàng. Mục tiêu ngắn ngắn ở đây từ vùng 41 41.5 này thì chúng ta sẽ hướng lên vùng target đầu tiên, đó là vùng 52. Được. Đó, thì hiện tại đối với nhóm ngành bất động sản là chúng ta đang có những cái kỳ vọng về 6 tháng cuối năm. Và dòng tiền thì cũng đang đánh ở khá tốt ở nhóm này, bất động sản xây lắp hạ tầng, thì đấy là những cái yếu tố kỹ thuật mà các anh chị lưu tâm, và một số các mã cổ phiếu tương đối khỏe, tương đối đẹp thì cũng lọc ra để giới thiệu với các anh chị như vậy. Nhóm ngành tiếp theo mà chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì trong thời điểm hiện tại thì chúng ta đang ngắm ba cái nhóm trụ lực, đó là nhóm bất động sản xây lắp hạ tầng, nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Hiện tại tiền đang quanh quẩn ở trong cái bộ ba này tương đối là đều, đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán thì cầu cũng khá là tốt. Và cái quy luật là cái nhóm nào mà có dòng tiền tốt thì chúng ta cứ đánh thôi đó, và nhóm nào mà chưa có dòng tiền thì chúng ta mua chậm chậm, mua từ từ đó. Thì đối với Vietcombank trong tuần vừa qua thì Vietcombank đã có một miếng đánh rất đẹp, đó là công được cái vùng 74 đấy các anh chị, từ vùng hỗ trợ kỹ thuật phân tích 71.5 và chúng ta đang hướng nhịp một lên vùng 74 rồi. Thì sau khi hướng lên được vùng 74 rồi á thì nó sẽ có những cái điểm test, những cái điểm test kỹ thuật kỳ vọng của tuần tới sẽ ở khoảng vùng 74.5, thậm chí là nó có thể test về vùng 74 hoàn toàn bình thường, sau khi break xong nó có thể quay lại test như vậy, nhưng mà ở vùng 74.5 thì nó sẽ thuận hơn, nó thuận hơn. Nhịp này thì dự phóng về cái target của nó khoảng quanh vùng 78, tức là Vietcombank sẽ tiếp tục kéo. MBB trong 2 tuần vừa qua, trong 2 tuần thậm chí là 3 tuần đi, chính xác là khoảng tầm 3 tuần vừa qua. Thì nó chủ đạo nó vẫn đang ở trong một cái trạng thái tích lũy, tạo nền, xây nền. Lực cầu đánh của MBB mới khoảng tầm 7 triệu chưa chạy được. MBB nó phải đánh tầm 15 đến 20 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đó, khi đó thì mới phăng phăng đi được. Đó. Tuy nhiên chúng ta cũng đã tìm ra được những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, ví dụ quanh vùng 25, đó là vùng hỗ trợ ngắn hạn của cổ phiếu này, và vùng giá mục tiêu kháng cự của nó là vùng 26 đến khoảng vùng 26.5. BIDV thì đối với BIDV trong tuần này khá là đẹp, sau những phiên mà bị mất cung mất cầu, sau những cái điểm test kỹ thuật ở đây là vùng 53.5 thì BIDV có hai cây nến kết tuần tương đối đẹp, không đóng cửa ở mức cao nhất, nhưng mà như thế này nó cũng cho thấy rằng là cái ý đồ về mặt chiến lược chiến thuật của BIDV khá là rõ. Tuần tới thì cái xu hướng nó sẽ tiếp tục công vùng kháng cự 38, ở break vùng 38 thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 41.5 đến khoảng vùng 42 của BIDV nhịp này, và biết cũng được phân tích tương đối là sớm. Cổ phiếu công thương ở trong tuần này thì công thương cũng đã có những cái điểm test kỹ thuật đây các anh chị, dự báo về quanh vùng 26.2. Đồng thời chúng ta cũng có một cái vùng cản ở đây là vùng 28, và công thương bắt đầu lần thứ ba công thành, và điểm công này thì vẫn chưa thành công. Nhìn về mặt ý đồ thì tuần tới có thể sẽ có những cái điểm mà nó đi ngang ở khoảng quanh vùng 27 và tiếp tục kỳ vọng tạo lập sẽ dồn dòng tiền để mà đánh break được cái vùng 28 cộng ở đây, và khi mà công thương mà break vùng 28 cộng thì khi đó rất là đẹp rồi các anh chị. Lúc đó thì chúng ta hoàn toàn có thể hướng cái target mục tiêu của em này về khoảng vùng 31 đến khoảng vùng 32 ở trên này. Đó, về vùng vùng cản ở trên này là hoàn toàn khả thi. Đó. Vấn đề ở đây đó là dòng tiền. Thì dòng tiền nó phải duy trì ổn định của công thương khoảng đánh khoảng tầm 10 đến khoảng 12 triệu một phiên. Đó các anh chị, và nó phải dồn lực để nó đánh liên tục như vậy thì đấy mới là tín hiệu đẹp của dòng tiền. Chứ còn nếu mà đánh được một phiên sau đó là những cái phiên sau mất hút thì như vậy là cổ phiếu khó lòng mà chạy lắm. Techcombank tuần này thì cũng đã bắt đầu duy trì lên được cái thanh khoản khoảng trung bình 21 phiên. Tech thì có phân tích tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 336 cho anh chị rồi, và vùng kháng cự ngắn của Tech ở đây là vùng 38 38.5, và đây cũng xem như đây cũng là một cái thành trì rất là quan trọng đối với cổ phiếu Techcombank đó, và khi mà nó phi được qua cái con này thì nó chạy thoát lắm. Vậy thì cái cơ hội của chúng ta là gì, cái cơ hội chúng ta đang chờ đợi ở đây với những tài khoản chúng ta đang cầm banh ở đây đó là gì, đó là đồng loạt nhóm banh break kháng cự, anh chị lưu ý như vậy. Tuần tới thì Tech có vùng hỗ trợ kỹ thuật 37.2, có thể quay về test ở 37.2
trước khi mà có cái dòng tiền đánh nó tốt hơn. Đối với HD Bank, chúng ta có vùng hỗ trợ 27 237, vùng 24 kháng cự ngắn, ở đây là vùng 253, và HD Bank thì cũng chưa đánh được. Lực cầu nó phải khỏe khỏe lên một tí, TT lên một tí. Cổ phiếu MSB hiện tại đang khá là ok, và MSB cũng được phân tích, MSB được phân tích đầu tư ngày 20 à, ngày 15 tháng 7, ngày 15 tháng 7 thì có phân tích đến MSB ở quanh vùng 17 173 đấy, chém cá trên thớt. Thì cái câu chuyện là chém cá là như vậy, chúng ta sẽ tìm những cái điểm chủ động, những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật và những cái điểm mà khả năng cổ phiếu có thể tăng được, và tại thời điểm đó thì chúng ta chém cá. 17 173, hôm nay 18.6 rồi, 17.3 khả năng ở đây đó. Thì đó là những cái thời điểm mà ông đã nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật mà cổ phiếu MSB có thể bật tăng trở lại, và lực cầu đang đánh tương đối tốt. Nhịp này thì sơ sơ MSB sẽ đánh về khoảng quanh vùng 20. Ví dụ mua được 17.3 mà đánh về 20, tức là chúng ta tăng được khoảng 2.700. Giả sử thôi nhá, đây là đang tính cua trong lỗ 2.700 mà chia cho 17.3, như vậy là chúng ta cũng khoảng tầm 15%, quá hạnh phúc các anh chị, quá hạnh phúc luôn. Các quỹ ngoại là bây giờ đang lỗ chỏng chơ luôn, toàn lỗ 10 đến 15%, 30%, và ta tìm một cái lệnh đi mà ta ăn được khoảng tầm 10 đến khoảng 15% là chúng ta cười 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 hạnh phúc lắm. Trong cái giai đoạn hiện tại phải nói cực kỳ hạnh phúc mà cười chảy cả nước mắt. Đấy, MSB. Cổ phiếu ABB cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư. ABB ngày 14 tháng 7 ăn nháp ở quanh vùng 10.6, và sau đó thì chúng ta liên tục có những cái giá ở khoảng 10.6, 10.5, 10.5, khoảng 10.6. Giờ thì cũng tạm tạm ổn rồi, lực cầu thì cũng đã có những cái phiên đánh vượt trung bình 21 phiên, như vậy là có kiểu kiểu cũng có tay to rồi đấy, kiểu kiểu như vậy. Còn đối với em này thì không vội được, em này nó phải đánh từ từ. Ngắn hạn thì nó sẽ công lên vùng 12, nhưng nếu chúng ta nhìn trên chart tuần á, thì ở đây chúng ta nhìn ở trên chart tuần thì chúng ta thấy rằng là ở đây cũng như vậy các anh chị nhé. Cái con này nó không đánh nhanh đâu nó, nhưng mà nếu như mà chúng ta xét về một target chẳng hạn, nó đánh từ vùng ở đây là vùng 8 mà lên được khoảng vùng 18 các anh chị, nhịp cũng 8 lên 18, 8 lên 16 là 100% rồi các anh chị nha. Đó, vậy thì nhịp này cũng như vậy thôi, nhịp này hoàn toàn có thể 100%, tức là anh em gom một quanh 10.6 đánh lên vùng 20 nhỉ. Nghe có vẻ nó hơi khó, hơi trừu tượng, nhưng mà nói chung ý là khỏe khỏe thì lên được vùng 13 này, sau đó khỏe hơn một tí nữa thì lên được vùng 15 này, như vậy là năm nói chung là cũng được tầm khoảng 34% thôi. Đấy, là như thế là cũng cười cười gọi là hở 10 cái răng rồi. STB cũng rất là đẹp các anh chị, STB tuần này cực đẹp luôn, đã bắt đầu xuất hiện tay to chơi một phát 40 triệu rồi, ngày hôm nay 17 triệu, hơi đuối một tí nhưng không sao. Nó sẽ có khoảng hai cây nữa, hai cây nữa gọi là test đầu ngọn. Test đầu ngọn thì nó sẽ có thể chỉnh cung về khoảng quanh vùng 24, 24.5 là đẹp nhất, đấy là gọi là test đầu ngọn. Tốt, test được như vậy là cực kỳ khỏe luôn các anh chị, cổ phiếu cực kỳ khỏe. Và STB nếu chúng ta nhìn thì theo Hùng nhịp này sẽ tiếp tục nâng target lên, tức là target vùng 24.5 là hoàn thành nhá. Đó, và STB thì cũng cũng đã phân tích đây. STB cũng không biết là phân tích từ thời nào, 4 4 cạn cuối 29 6 47 hai năm. Ngày 23 tháng 6, ngày 23 tháng 6 chúng ta có cập nhật một loạt các mã cổ phiếu của ngành nhóm banh, trong đó có mã cổ phiếu STB từ ngày 23 tháng 6. Nhịp chỉnh cung về lại quanh vùng 20 20.5 là những cái thời điểm mà các anh chị có thể canh gom từ ngày 23 tháng 6 các anh chị. 14 đây này, đấy những cái nhịp này.
23 đấy, 2223 đây anh chị. Đó là những cái nhịp mà chúng ta canh gom STB quanh vùng 20 20.5 ở trong các cái nhịp chỉnh cung. Ở đây có vùng 21 này, 20.5 đó. Và kể từ đó thì chúng ta đang nâng cái target từ cái vùng hỗ trợ này và chúng ta đưa target lên vùng 24.5 thì đã hoàn thành rồi. Tức là nói chung là nó cũng phải là một một sớm một chiều là có thể là cổ phiếu đánh được lên đâu. Đấy, nó phải từ từ. Và nhịp này bắt đầu mới là nhịp nước rút này. Bắt đầu thấy hừng hực cái này này. Đó. Chỉ cần phiên ngày thứ ba nó bơm cho phát khoảng tầm độ 30 triệu cổ phiếu nữa là ngon. Hướng target lên vùng 27. Các tài khoản của chúng ta cầm chúng ta chú ý những cái điểm test cung của quanh vùng 24 và nhìn ổn ổn là phải xuống ngay. Cổ phiếu Liên Việt Postbank cũng đã có một tuần giao dịch tương đối là thành công. Sau những cái điểm chỉnh cung test tích lũy lại ở quanh vùng đây là bao nhiêu ta? Có phân tích có dự báo rồi đấy, quanh vùng 14.3, 14.4 ở trong tuần vừa qua thì Liên Việt Postbank đã đánh bật được cái vùng kháng cự 15.5 nhưng mà cây đến kết tuần thì chưa break được. Nhìn chung đây cũng nó cũng đang cho thấy những cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt của cổ phiếu Liên Việt Postbank. Nếu không nhầm thì Liên Việt Postbank cũng có phân tích từ vùng 12 12 đến khoảng vùng 12.2. Đấy là cái vùng mà các anh chị có thể canh để chúng ta mua. Có bổ sung thêm. Đấy. Quanh vùng 13 các anh chị, quanh vùng 13 nên về Postbank là mua quanh 13 đây. Đó, và mua quanh 13 thì bây giờ là lên được đến 15 rồi. Lên được 15 rồi thì nó sẽ chỉnh cung tuần tới, kỳ vọng là nó sẽ test không thủng vùng 15. Hoặc ít nhất là nến đóng tuần trên 15 cộng và tiếp tục hướng cái vùng target tiếp theo của Liên Việt Postbank lên vùng 17. Tức là sau khi lên được 15 rồi thì chúng ta sẽ hướng vùng 17. SHB Bầu Linh mới về nên là lái nó chưa chuẩn lắm đúng không? Vẫn mọi người vẫn đang trông chờ một cái cú hích nào đấy. Đến thời điểm hiện tại thì SHB có kháng cự 15 15.3 và hỗ trợ kỹ thuật của SHB ở quanh vùng 14 14.1. Mục tiêu thì vẫn xuất hiện một cái cây nến nào đó vào một ngày đẹp trời là đâm thấp thủng được cái vùng này, và khi thủng được cái vùng này thì SHB sẽ có một cái trận đánh cũng tương đối là hay đấy. Cứ bình tĩnh chờ. Bởi vì cái thằng SHB khi nó kéo ấy, là nó kéo theo kiểu này, ba cây chọc trời đấy, nó kiểu như thế. Cái tính tạo lập của nó bao nhiêu đời nay nó vẫn thế rồi, nên là đây đang là những cái nhịp đánh dạo thôi. Còn khi mà nó chạy nó khoảng tầm 3 cây thôi các anh em té hết khói ra, chạy không kịp. BBB đang chán quá, chưa ăn thua. BBB thì vẫn phải thêm thời gian để tích lũy thôi. Đó, vùng 13.3, 13.5 à, 13.3, 13.5 các anh chị có thể gom thêm. Đâu đó có những cái phiên mà nó kéo hừng hực đi lên khoảng vùng 15 thì chốt bớt 2 trên 13, 2 trên 13 nhìn thế thôi cũng 15% đó các anh chị. Đấy, một cây là có khi nó chơi chơi thế đấy, nên là cứ tạm thời là cứ 5-7% mua được thấp, hồi lên được 5-7% bán tạm đi. Lướt lát thế cũng là một trong những cái cách để mà kiếm cơm gạo trong cái thời gian này. Đó, quan điểm của như vậy. Rồi, tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì thời điểm hiện tại nhóm ngành chứng khoán thì quan điểm của Hùng là cũng đang rất tốt, dòng tiền đang nằm ở đây. Và liên tục nhóm ngành chứng khoán thì có những phiên là lực cầu đánh vượt trung bình 21 phiên. Điều đó cho thấy rằng là lực cầu đang khá tốt ở nhóm này. Đối với VCI trong tuần vừa qua và trong tuần trước đây thì cũng có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 37 37 37 37 đây này. Ở 8. Và trong cái phiên giao dịch của ngày trong phiên giao dịch của ngày 27 tháng 7 á, ngày thương binh liệt sĩ á, đó thì cứ vui vui phiên này đấy, vui vui. Tại sao ông lại nói vui vui mà ông không khuyến nghị là mua? Bởi vì tất cả những cái điểm mua với nhóm ngành chứng khoán á, là đã khuyến nghị hết rồi và đã chốt hết rồi, còn chỉ có điều là chúng ta đang cầm nắm và chúng ta đang còn dư các cái vị thế mua thì chúng ta có thể ăn thêm. Ví dụ VCI có thể ăn thêm ở quanh vùng 37.5.
Bởi vì các anh chị biết là VCI đã có những cái thời điểm mà gom ở quanh vùng 34.5 cơ mà. Bây giờ lên đến 37.5 rồi thì có vui vui mới mua thôi chứ. Làm sao mà ấy được. Đó, những cái vùng 34.5 ở dưới này. 33 34.5 ở dưới này mua rồi. Đó, và bây giờ lên đến vùng 37 rồi thì có vui vui mua thôi. Đấy, 37 38. Ở trong phiên ngày 27 hình như là phiên này ta. Đúng không? Đó, trong phiên này. Đó, thì tại thời điểm đó là ông bắt đầu nhận diện thấy cái tín hiệu phục hồi của nhóm ngành chứng khoán mà chúng ta mua. Chứ bây giờ lên xanh tít ở trên này thì mua làm cái gì nữa, đúng không? Mà lên trên này thì lại canh chốt, chốt xong lại lại mua. Cái vòng nó luẩn quẩn như vậy thôi. Đó, ví dụ lên đến 42 chốt bớt đi, xong rồi nó chỉnh cung người ta lại tìm cái điểm để chúng ta vào. BCA khá là đẹp. 37 mục tiêu lên 42 ngắn hạn là như vậy. SHS bây giờ lực cầu cũng khá là ổn rồi, lực cầu cũng liên tục vượt trung bình 21 phiên, như vậy là tạm ổn. SHS thì vừa chia cổ tức xong và sau chia đấy, vừa chia cổ tức xong nên là những cái hình này là chúng ta phải xóa đi này, bởi vì là nó khi đấy là nó ở giá cao và nó giải thích cho các anh chị rằng là khi chia cổ tức là chúng ta không có được gì đó. Một số các anh chị là nhầm. Đó, bởi vì khi chia cổ tức là chia bao nhiêu thì giá cổ phiếu nó tụt bấy nhiêu, thì bản chất nó tại thời điểm chia có được cái gì đâu. Có nhiều người cứ nghĩ rằng trước chia tôi có 100 triệu, sau khi chia tôi nhận 20%, tôi nhận thêm 20 triệu nữa, thế là chia xong tôi có 120 triệu. Ô thế thì ngon quá đúng không ạ? Thế thì ai cũng 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 mua cổ phiếu để mà ăn cổ tức chứ còn làm cái gì, đúng không? Các anh chị nhận về 20 triệu tiền mặt thì các anh giá cổ phiếu các anh chị bị tụt đi 20 triệu. Đó, và tổng cái thời 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 điểm đó là nó chỉ có vẫn là 100 triệu thôi chứ không có 120 triệu đâu. Rất nhiều anh chị bị nhầm nhá, rất nhiều anh chị bị nhầm về cái chuyện cổ tức, nên là cứ cổ phiếu nào anh ơi sắp chia cổ tức rồi em mua để em ăn cổ tức, ăn làm cái gì, ăn xong nó cổ phiếu nó có lên đâu mà ăn. Đúng không? Cổ phiếu SHS ở đây là vùng 12 là hỗ trợ này, khá là đẹp đó, dòng tiền đang đánh lẩn cẩn thế này thôi, bầu Linh mới về nên là nó hơi, hơi chưa quen tay lái tí hả. Con này mà break được khoảng vùng 14 năm đến khoảng vùng 15 á là ngon đấy nha. Đó, cố gắng lên em. Đấy, bay được con này là ổn. Nhóm ngành chứng khoán đang khá là hay. SSI anh Hưng con dạo này yếu thế nhỉ, yếu quá. Rất nhiều anh em đang cầm 19.3 đến vùng 20 là hỗ trợ ngắn, kháng cự 23 24 này mãi chưa đánh được. À, thế còn tuần tới thì khả năng vẫn lành lành quanh ở quanh vùng 21. Con này đang hơi yếu. HCM thì khỏe. HCM là bây giờ thể hiện ý đồ luôn rồi đấy. À, dòng tiền thì cực kỳ tuyệt vời luôn. À, liên tục là đã vượt trung bình 21 phiên khá là ổn. Nó có những phiên đánh lên tầm 10 triệu. Tức là gấp đôi trung bình 21 phiên, như vậy là rất là khỏe luôn, dòng tiền khỏe. Dòng tiền khỏe nên là tín hiệu kỹ thuật cổ phiếu nó cũng rất khỏe. Đó, trong tuần vừa qua test vùng 24, công kháng cự vùng 26 đến vùng 26.7 đây. Khả năng tuần tới thì cái xu hướng mà cổ phiếu HCM break được cái vùng 26 cộng này nó rất là cao, để hướng lên cái vùng target cao hơn, nó là khoảng quanh vùng 33 đấy, 33 là hợp lý, cứ dự dự như vậy đi. Đó, còn hỗ trợ ngắn của cổ phiếu này đó là vùng 24 anh chị, HCM mà test không thủng vùng 24 là khỏe đó. MBS mà phiên ngày hôm qua tím nhưng mà đóng cửa thì hơi hụt hơi. Không sao, biên nó đã break được cái biên 22 cộng thì nó sẽ quay về nó test và nó xây cái biên 22 này ổn định á, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể kỳ vọng hoàn thành cái target ở vùng 25. Còn break được vùng 25 hay không thì lại phải chờ, phải chờ đánh giá thêm. Nhưng mà khả quan là cái nhịp này nó đi, nó thoát vùng 25 là rất là cao, bởi vì cái trend kỹ thuật của nó đang bẻ được trend rồi, nó đang chuyển sang trend tăng giá rồi. CTS thì cứ bình tĩnh vậy thôi, nó cái xu hướng cùng vẽ cái mũi tên này đúng không ạ? Nó vẫn đang đi bám khá là sát cái hình mũi tên này. Vùng hỗ trợ kỹ thuật của CTS ở đây đó là vùng 16.8 đến vùng 16.8 đến vùng 17.3, các anh chị lưu tâm. Và nhịp này thì chúng ta đang hướng đến vùng kháng cự 20, thủng vùng 20, break được vùng 20 thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 23. 23 bay được vùng 23 thì thôi xong, bay được vùng 23 là thôi, chỉ có ngồi thu tiền chứ không không phải làm gì nữa.
Chắc chắn là như vậy, bởi vì khi mà CTS đã break được vùng 23 cộng thì đấy là một cái câu chuyện nó cả cái nhóm ngành chứng khoán nó đi vào uptrend rồi. Mà khi mà cả nhóm ngành đi vào uptrend nó đánh xuống lắm. Ở BVS thì đang hơi phập phù một tí, cũng không sao cả, ở vùng 18 là hỗ trợ kỹ thuật kháng cự 20 20.4. Cổ phiếu BSI, BSI khá là tích cực. Đó, BSI đẹp đó. Đây này, BSI. BSI có hết những cái mã cổ phiếu khỏe, chất lượng là nó đều có. Từ ngày mùng 5 tháng 7 này tiếp tục theo này, tức là hình như từ ngày mùng 2 tháng 6, 27.5. Mùng 5 tháng 7 bắt lại ở biên 23 233. 233 233. Đây này. Đây. Tức là chúng ta bắt đầu bắt lại nhịp này, tức là sau nhịp chỉnh thì bắt đầu là cái nhịp này là chúng ta bắt đầu nhìn thấy một cái sự tích lũy ở quanh vùng 23 233. Chúng ta bắt. Tuần này thì nó break được vùng 26. Một hai cây nến test đầu ngọn nến rất đẹp, và với cái tinh thần test như vậy thì nó sẽ hướng về vùng kháng cự 30. 30 đến khoảng vùng 32 thì gặp cái vùng kháng cự này là gặp cướp này, thì chúng ta sẽ chốt này. Chốt xong rồi thì nó có thể nó sẽ bắt đầu nó sẽ chỉnh cung, và sau cái nhịp chỉnh cung đó thì nó chỉnh cung nhẹ nhàng, nếu mà thủng không thủng vùng 28 thì chúng ta sẽ gom tiếp, bởi vì khi đó chúng ta sẽ đặt cả cái vị thế của cái nhóm ngành chứng khoán nữa. Ví dụ cả nhóm ngành chứng khoán mà nó hừng hực khí thế nó đi lên thì BSI nó cũng chỉ chỉnh cung về quanh vùng 28 thôi, chắc chắn là như vậy. Các anh chị cứ chờ đi đó. Cổ phiếu VND, VND hiện tại thì lực cầu đang tốt mà đánh cũng phập phù á, chưa thể vượt thoát được. Nhưng không sao, chúng ta có vùng 7.5 vùng 18, nếu mua thì mua ở vùng này. Vùng kháng cự của nó đây 19.6 vùng 20, các anh chị lưu tâm. VND khi mà break được vùng 20 rồi thì là đẹp, thì nó sẽ hướng lên vùng 22.8, nhưng mà chúng ta phải chờ cái tín hiệu break vùng 20 đã. Chúng ta phân tích thêm, cứ bình tĩnh từ từ. Cổ phiếu FTS sau khi chia cổ tức thì chúng ta có phân tích chúng ta có phân tích lại. Chúng ta có phân tích lại ở đây, đó là biên 32 là biên kháng cự ở đây này. Đó, còn biên hỗ trợ kỹ thuật của nó là vùng 29, 29 hay sao? Ok, 29. Và nhìn về mặt ý đồ, thì cái con FTS này ấy, cái đội tạo lập của nó đánh cũng rất là phiêu luôn á, phiêu diêu luôn. Các anh chị nhìn thấy đây. Một cái trend này nó đánh phiêu diêu ấy, nó đánh từ vùng đâu đó 15 lòng vòng lên đến tận vùng 60. Ô cha, nhân 4 á. 15 nhân 4 mà 60. Cũng kinh khủng hoảng luôn, và nhịp này cũng đang có những cái mầm mống. Đó, đang có những cái tín hiệu mà nhìn về mặt ý đồ là hoàn toàn khả thi đánh break vùng 32. Ngắn hạn thì vẫn hướng hướng là hướng uptrend. Không thuộc vùng 29 thì chúng ta nâng cái target của FTS lên khoảng vùng giá 37. Cổ phiếu AGR cũng đang tiếp tục bơi. Bơi theo này, AGR bơi khá là sớm. Hiện tại ở đây chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật 14 16 trong tuần vừa qua, khuyến nghị nhặt thêm, cứ hỗ trợ thì mua. Đó. Tức là thời điểm ngày 27 tháng 7 biên 16 14 16 các anh chị nhặt thêm, VX 13 10 10.3 10.5 nhặt thêm thì chúng ta đừng mua xanh. Đó, phiên này này nhìn thấy là hai phiên là ông hứng hờ rồi, đến phiên thứ ba tôi mua bắt đầu có dấu hiệu nhích nhích lên, ngày 27/7 mua luôn. Mục tiêu thì vẫn công kháng cự 12 đó. Rồi sau đó thì vùng 13/6, nói chung là em này thì nó đang bé đó, bé bé, nhưng mà cái lúc mà nó vào 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 cái kiểu gọi là từ bé mà lên dậy thì nó đánh cũng 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 khủng hoảng luôn đó. Đấy, nên là cái đoạn bé bé này thì chúng ta cứ neo từ từ, rồi đến cái đoạn nó lớn hẳn ấy là đoạn 13/6/14 đấy này, là đoạn lớn hẳn luôn này. Đấy. Ở VX tính đầu cơ của con VX này cũng rất là cao, chính vậy nên là quyết tâm là đi theo. Đó, quyết tâm đi theo thì đây biên 13 15 đấy các anh chị. Đó, về đây mua. Đó, rồi bây giờ nó lại break lại kháng cự 11 ở đây 11.3, thì ngắn hạn là chúng ta có cái kháng cự này nhưng mà nó vẫn chưa thể vượt qua được, nên là chúng ta sẽ chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật. Đang kỳ vọng nhịp này nó đánh đâu đó về khoảng tầm vùng 13. Và VX thì hình như cũng gom được ở khoảng quanh vùng khá là sâu. VX quanh vùng 98 đến 10. 98 đến 10 sau đó hình như là có nhịp gom thêm.
có nhịp com thêm, bởi vì vùng 98 đến 10 sau đó nó có nhịp trả cung nào ở đây này. Chín tám đến 10. Ok, từ vùng 10 mà cứ cho là gom được ở vùng 10 đi, 10 mà đánh lên khoảng tầm 13. 10 mà đánh lên khoảng tầm 13 thì như vậy là nó cũng được khoảng tầm độ 30%. Trừ đầu trừ đuôi đi thì chúng ta hoàn thành cái vùng giá gọi là cái target mục tiêu nó khoảng quanh 20%, như vậy là quá là ok đúng không anh chị? Quá là happy rồi. Đó. Thì nhóm ngành chứng khoán đến thời điểm tại cũng đánh giá vẫn đang rất là ok, anh chị lưu tâm. Ở tuần này thì chúng ta sẽ phân tích thêm một số các cái mã ngành của nhóm ngành bất động sản, và cũng đang ngắm đến 4 mã D2D. Thì đối với D2D nó cũng đã có một cái nhịp chỉnh cung tương đối là sâu, và đến thời điểm hiện tại cũng đang nhìn thấy dự báo thôi nha, dự báo là 38 là đáy, và biên tích lũy kỹ thuật là 39.3 đến khoảng vùng 40, đây là biên mà các anh chị có thể gom thêm. Khi nào mà em này break thoát được vùng 41.5 thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu đi xây target, và như vậy thế thì đưa ra cho các anh chị một cái góc nhìn như vậy để chúng ta hình dung được cái vùng mà chúng ta có thể gom cổ phiếu. Cổ phiếu SSC dòng tiền cũng đang đánh khá là tốt và sau một nhịp đánh lên thì SSC đã không thủng vùng 47.2 và lực cầu tiếp tục bơm vào. Thì đây là hai phiên mà nhìn thấy bóng dáng của tạo lập người ta bơm cái dòng tiền vào. Tuy nhiên sau những cái phiên bơm tiền như vậy á, thì bao giờ nó cũng sẽ test, nên là cũng có vội vàng gì đâu. Tại sao phải mua phiên xanh vùng 51? Các anh chị hoàn toàn có khả năng có giá để mà gom, thậm chí là vùng 50 tuần tới hoàn toàn có thể có những cái điểm trả cung như vậy, thì chúng ta sẽ canh những cái điểm test cung như vậy để chúng ta gom. Và cái kháng cự của nó ở đây đó là nó sẽ nằm vào đâu đó khoảng kháng cự này tương đối mạnh ấy nhá, 58.5. Kháng cự 58.5 và kháng cự tương đối mạnh, và chúng ta gom được vùng thấp thì lên đến vùng này. Chú ý cái kháng cự này đừng có ham vui quá, nhớ mà xả hàng. Tiếp cũng là một cái mẫu hình đầu cơ rất là cao, và tiếp thì cái giai đoạn này nó đánh sập sập nền, nhưng mà thông thường cái con này sau khi nó đánh sập nền mà nó kéo lên được nền á thì nó mới bắt đầu một cái trend tăng, thường là như vậy. Đây này, nhịp này nhá, ví dụ như là bao nhiêu anh em chúng ta phân tích là ở đây, nhưng mà nó đánh chơi sập nền này, sau đó nó kéo lại được lên nền đó, và nó test ì ạch một hai phát ở đây, thì sau đó nó sẽ có một cái nhịp kéo đây. Thì nhịp kéo này nó kéo cũng khá là tốt, từ vùng 35 lên vùng 55 tương đối là ngon các anh chị. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng đang có một cái kỳ vọng hoàn toàn tương tự như vậy, bởi vì nó là tương lai, không ai biết được, ai biết chắc được. Ví dụ như là biết chắc được là mua ở vùng 26 xong đó nó lên vùng 40 thì thế thì em bán hết nhà em đi rồi, ngồi đây phân tích làm cái gì nữa cho nó mệt đúng không? Nhưng mà chúng ta có phân tích là gì? Chúng ta có nhìn thấy ở trong quá khứ những cái tạo lập của người ta trong quá khứ người ta làm như vậy á. Thì chúng ta cũng dự dự như vậy để chúng ta có thể như vậy là đây ông ơi, khả năng là vùng cái vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 đấy là cái vùng mà chúng ta gom hợp lý. Đó, thì chúng ta gom từ từ. Đó, gom từ từ xong rồi đến lúc nào mà nó đánh thủng vùng 30 này. Đó thì có thể vào full hàng này. Khi mà nó đánh thủng vùng 30 thì chắc chắn là đánh rồi, không có lý do gì mà không đánh được nữa cả. Còn cái giai đoạn mà ở dưới này là chúng ta gom dần dần, gom từ từ, vừa gom vừa ngắm. Đấy. Con CTI ở trong thời điểm hiện tại, con CTI này thì cầu nó đang thấp quá, nên là từ từ, nói chung là chưa 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 ấy được, nhưng mà cũng phân tích ra đây đó là quanh vùng 3.5 đến khoảng vùng 14 tuần tới thì có thể gom ở quanh vùng 14.5, gom từ từ nhát nhát từ từ đó. Chừng nào mà lực cầu sau khi mà gom xong á, mà lực cầu mà nó đánh thoát được đây này, thoát được cái vùng này, thì khi đấy khả năng là khi khi mà nó đánh thoát được cái vùng 15.5 đến khoảng vùng 16 thì khi đấy lực cầu nó sẽ cải thiện hơn. Tức là nó sẽ đánh về khoảng tầm quanh 7-800 nghìn trên một phiên, thì khi đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm CT. Nhóm ngành thủy sản thì chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu CMX, thì CMX là tuần này là chia cổ tức các anh chị. Chiều cổ tức nên là đó, khi chiều cổ tức là giá nó tụt 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 hẫng xuống chia bao nhiêu nhận về bao nhiêu thì nó hẫng xuống bấy nhiêu. CMX
sao chia, chúng ta sẽ lấy vùng 13.5 đến khoảng vùng 14. Như vậy, tạm thời lấy vùng hỗ trợ. Và cái xu hướng, nhìn về mặt xu hướng thì nó sẽ đi theo hình răng cưa. Khả năng là chưa bật được. Nhìn này chưa bật được. Hồi lên là tuần tới thì khả năng vẫn vẫn có những cái điểm quay về đây. 3.5 đến khoảng vùng 14. ANV trong tuần đã test ở vùng 44, sau đó tiếp tục ở vùng 42.5. Nhìn về cái cách tạo lập như thế này thì tuần tới khả năng vùng 42.5 này chưa chắc đã giữ được, tức là phải tính thêm cái điểm test kỹ thuật trong tuần tới, đó là ở khoảng vùng 39 hoặc vùng 40. Bởi vì trong cái phân tích đối với mã cổ phiếu ANV, khi tiếp cận đến ANV là cũng có lưu tâm rồi, các anh chị chúng ta cứ bình tĩnh từ từ, bởi vì vẫn còn khả năng là sau một nhịp kéo lên đây thì nó sẽ quay trở về lại đây các anh chị. Cái hình này là cái hình mà chúng ta đã nói đến những cái tình huống, những cái kịch bản mà hoàn toàn cổ phiếu có thể quay trở lại về đây đó, và đây là những phiên kéo lên đó, thì chúng ta cứ bình tĩnh đó, chúng ta gom thì chúng ta sẽ đặt gom từ từ, ví dụ chúng ta gom ở vùng 44, sau đó 42.5, rồi sau đó là chúng ta còn phải dự phòng thêm vùng 39 đến vùng 40. Đấy là trong cái phân tích tư duy định lượng khi chúng ta gom ấy, là chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã dự báo rồi, à nếu như mà ông về nó thì tôi vẫn còn khả năng để tôi mua. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch rất là tổng quan đó, khi chúng ta gom cổ phiếu IDI. IDI trong tuần vừa qua, tuần trước thì IDI đánh khá là đẹp, nhưng mà đến phiên hai phiên kết tuần thì cũng có phân tích rồi đúng không ạ, tức là hai cái tín hiệu của phiên ngày thứ năm thứ sáu của tuần cũ thì nó lại xóa đi cái tín hiệu gọi là tăng điểm ở trước đó, nên chính vậy nên là tuần này nó quay lại nó test này, và thậm chí là hoàn toàn đây là điểm test này là vẫn đương tương đối khỏe đó anh chị, tức là ở vùng 18.5 là tương đối khỏe, còn hoàn toàn nó có thể quay về đây, nó có thể quay về vùng 17 và vùng 7.5 đến vùng 18. Nhìn chung thì tuần tới thì cũng sẽ tiếp tục ngắm lại ở khoảng quanh vùng 18.5 đó, quanh vùng 18.5 rồi chúng ta đánh giá thêm. ASM phiên nay trần, nhưng mà sau đó thì bị bung trần. Nhìn trên góc độ kỹ thuật thì ASM chúng ta có vùng 14.1 là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Ok. Rồi vùng kháng cự tuần này nó đã break được vùng 15, nhưng mà nói chung để đẹp hơn nó phải bắn được khoảng qua vùng 16. Khi nào mà bay được qua vùng 16 thì chúng ta sẽ hướng target lên khoảng vùng 18. Và lực cầu quan trọng nhất là tiền đánh. Tiền đánh nó phải duy trì khoảng tầm trên 6 triệu cổ phiếu trên một phiên thì khi đó mới ổn, chứ còn nếu mà chỉ có đánh khoảng tầm độ 2-3 triệu thì như vậy là nó sẽ kém đi. Và nếu như lực cầu vẫn tiếp tục ổn định ở khoảng tầm 6 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là sẽ rất là ok. Rồi bây giờ mình sẽ chọn phân tích một số các mã cổ phiếu penny, một số chúng ta view qua một số các mã cổ phiếu penny để xem là cái thời điểm hiện tại thì các cổ phiếu pen nó đang như thế nào, đúng không ạ? MBG phiên ngày hôm nay thì MBG có tín hiệu khá là tốt. MBG thì con này cũng đang đang hơi cay đắng. Vì sao? Bởi vì về quan điểm của Hùng á, là Hùng không có cắt lỗ, và chúng ta sẽ tìm những cái thời điểm để chúng ta chém cá. Thì ở đây là chém được một nhịp này, rồi ở đây chém được một nhịp nhỏ nhỏ này. Và đến thời điểm hiện tại thì MBG đã rơi về cái nhịp vừa rồi, nó rơi về vùng vùng 5.5 vùng 6, tức là đây các anh chị về đến cái vùng này là cũng vùng gọi là cận đáy. Phiên ngày hôm nay nó đánh khá là tốt. Đây thì MBG cũng đang đang phân tích ở đây, đây là một cái điểm chỉnh cung và đây là một điểm test cung thứ hai. Sau điểm này thì nó sẽ công lên vùng kháng cự 8. Mục tiêu là công 8 thì phiên ngày hôm nay là công 8 rồi. Sau khi công 8 thì bản thân ở trong tuần cũ này nó đã chỉnh này, nó đã chỉnh một nhịp ở đây. Như vậy thì sang tuần tới nếu như mà đánh thành công á, thì nó sẽ có thể có một nhịp chỉnh nữa trước khi mà nó break. Thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta sẽ cân thêm. Và điều quan trọng nhất đó là dòng tiền. Dòng tiền nó phải đánh đạt được khoảng trung bình từ 2 triệu đến khoảng tầm 3 triệu rưỡi trên một phiên. Đó, thì khi đó chúng ta sẽ hướng đến cái target ở đây đó là khoảng 10 nhỉ. Đó, đào. Được đấy. Được. Đánh lên tầm vùng 10 là đẹp đấy, từ vùng 8 mà đánh lên vùng 10 như vậy chúng ta cũng đã có một cái nhịp đảo tương đối thành công. Và tuần tới thì khả năng cao thì nó vẫn còn giá ở khoảng vùng 7.5, à không phải,
hình như là 7 chấm mấy đấy, không phải 7.5 đâu, nó cao hơn 7.5 ấy. À 7.4. 7.5 xem. 7.5. Đúng rồi, khả năng là vẫn sẽ có nó sẽ có những cái điểm trả cung lại, chắc chắn khả năng là như vậy, nó sẽ có những điểm trả lại khoảng quanh 7.5, thì có thể là anh chị em 7.5, 7.6, nói chung là chưa chắc chắn lắm, nhưng mà nó sẽ có một cái nhịp test trả lại cung đây. Và lực cầu vẫn tiếp tục duy trì khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta gom thêm, thì chúng ta chém cá, chúng ta đảo hàng. HQC như vậy là sau một nhịp long lên thì bây giờ là vùng 4.8 vẫn đang là vùng hỗ trợ khá là chắc chắn. Trong 2 tuần vừa qua, kỳ vọng của nhịp này thì nó sẽ hướng lên vùng 5.8 đến khoảng vùng 6. JVC thì vẫn chưa được, lực cầu đang kém quá, vùng 5.7 là kháng cự. Hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 5.15. VHG ở đây, vùng hỗ trợ 37 và biên kháng cự của nó ở đây vẫn đang chưa thể break qua vùng 42, 43. Lực cầu thì đang đánh chưa 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 đạt. Nói chung là cầu em này muốn đánh được nó cũng phải tầm độ 10 triệu, trung bình 10 triệu lên phiên thì như vậy là mới ok, chứ còn bây giờ cứ lẹt đẹt khoảng tầm 2 3 triệu như này thì chưa chưa có dòng tiền, chưa có tiền to đánh vào. DLG, DLG trong thời điểm hiện tại có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 4, vùng kháng cự ở đây đó là vùng 4.5. Thoát được vùng 4.5 thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 5 đến vùng 5.2, thoát 5.2 thì hướng lên vùng 5.8, nói chung là cứ từ từ. Cổ phiếu TTF ở trong thời điểm hiện tại chúng ta đang nói đến TTF ở đây, kháng cự của nó là vùng 8.8 chưa thể vượt qua. Tuần này thì TTF cũng đang hình thành lại một cái vùng ở đây là vùng 8 đến khoảng vùng 8.15, vùng hỗ trợ kỹ thuật. Phân tích thêm HHS, HHS xu hướng thì vẫn đang quanh vùng 6.3, kháng cự 6.8 đến vùng 7. Cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến, nhìn chung thì vẫn vẫn còn khá là lừng khừng. Ok các anh chị, như vậy là danh mục cổ phiếu thì tạm thời chúng ta sẽ dừng lại như vậy. Còn những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị chưa được phân tích và quan tâm thì các anh chị có thể comment ở phần dưới bản tin tuần, thì cũng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi comment của các anh chị. Rồi phần thứ ba thì chúng ta sẽ bắt đầu phần thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu đi đánh giá lại kịch bản phân tích tuần vừa qua. Thì đối với tuần vừa qua, tuần video bản tin số 136 thì Hùng Lê cũng đã có phân tích khá là chi tiết. Và với một cái hiện trạng Hùng có nói rồi, đó là với một cái kết phiên trong phiên giao dịch ngày thứ sáu ở nhóm mid cap và xu thế bị chốt trong cái nhóm trụ và blue chip chưa thực sự sẵn sàng, thì do đó thì chúng ta sẽ cần thêm phiên giao dịch của ngày mai, tức là phiên ngày giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba để đánh giá thêm xu hướng. Và khả năng thì thị trường chung vẫn tiếp tục trạng thái giằng co tại vùng kháng cự và thị trường sẽ còn một nhịp trả cung. Và các anh chị cũng có thể thấy rằng là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì thị trường rất là giằng co, phải đến phiên ATC của ngày thứ tư với sự đánh lên của nhóm ngành bất động sản, hạ tầng xây lắp, thì index của chúng ta mới tăng được 5 điểm ở phiên ATC. Và đến phiên ngày thứ năm thì dòng tiền mới thực sự bùng nổ. Ở phiên ngày thứ năm là một phiên rất là tích cực, và đến phiên ngày thứ sáu thì thị trường bắt đầu trả cung. Thì đối với các cái mốc mà Hùng Lê có dự kiến ở trong kịch bản phân tích tuần, Hùng cũng đã có phân tích tuần cho các anh chị rồi, đó là VN30 sẽ quay về vùng 1.222 đến vùng 1.224, và thủng vùng 1.222 thì chúng ta phải tính đến vùng 1.3 1.3 1.3, à 1.2 1.3 đến vùng 1.2 1.5, thì chúng ta nhìn lại kịch bản phân tích tuần đối với chỉ số VN30 đây các anh chị. Tại thời điểm chúng ta ra bản tin tuần ở đây thì cũng có phân tích một cái điểm mà chúng ta phải đáng lưu tâm đối với chỉ số VN30, đó là biên 1.222.
thì ngay trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba, chỉ số này nó bắt đầu test lại về và nó đi giằng co ở quanh biên 1223 1225, và đến khi thủng 1222 thì VN30 bắt đầu tiếp tục giày xéo ở quanh vùng bao nhiêu ạ, 1213 1215, và kể từ đây thì bắt đầu ATC có một cáp nhảy lên, và đến phiên giao dịch của ngày thứ năm thì thị trường bắt đầu bùng nổ. Như vậy là các cái vùng dự báo các anh chị nhìn thấy đấy, đây là vùng hỗ trợ, đây là vùng hỗ trợ, thì thường là gì ạ, thường là nó sẽ đi giằng co đó. Vậy thì khi chúng ta phân tích, là chúng ta dự báo, chúng ta nắm được cái sườn của thị trường, cái sườn vận động của thị trường, nó rất là quan trọng để các anh chị hoàn toàn chủ động cuộc chơi. Ở đâu là hỗ trợ thì có thể cân đo đong đếm chúng ta mua thêm, ở đâu là kháng cự thì chúng ta hãy bình tĩnh từ từ đó, chúng ta đừng có vội vàng. Đấy, cái nhịp 1240 ở đây các anh chị đó, chạm vùng 1240 rồi đừng có ham vui nữa, nó sọt cho một phát lúc đấy là lại há hốc mồm ra, đúng không ạ? Tiếp theo đến chỉ số phái sinh sẽ test lại vùng 1220 và sau đó 1208 đến 1210. Thì phái sinh ở trong tuần vừa qua thì nó có khỏe hơn, hình như nó có khỏe hơn, thì nó chỉ phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba là nó có chạm vùng 1220, sau đó thì nó về đến vùng 1213 1215 là nó long lên đó, chứ nó không về đến vùng 1210, thì phái sinh nó có khỏe hơn. Còn đối với chỉ số index thì chúng ta có dự báo ở vùng 1190, sau đó vùng 1175 đến vùng 1180. Thì chúng ta nhìn thấy đây, đối với index tuần chúng ta đã có một nhịp test 1190 ở đây trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, nó test luôn. Ở phiên ngày thứ ba nó tiếp tục kiểm tra lại ở vùng 1190, và khi 1190 bị thất bại thì nó sẽ có xu hướng về vùng 1175 đến vùng 1180 đây các anh chị. Đây, đáy đây, nó tạo đáy ở trong tuần vừa qua ở âm 1178 điểm. Điểm thấp nhất là 1178 trong cái xu hướng dự báo ở khoảng vùng 1175 đến 1180. Như vậy thì chúng ta nắm được rằng là khi index nó về đến vùng 1178 rồi thì chúng ta đứng lại, chúng ta ngắm nghĩa thị trường lại một tí để chúng ta xem thử rằng là thị trường có cơ hội để bật lên từ vùng 1118 1178 không. Đấy. Nếu mà bật lên được thì như vậy là chúng ta sẽ không bán nữa, không bán cổ phiếu nữa các anh chị. Đó, và chúng ta có thể gom cổ phiếu thêm. Đấy. Rồi còn khi nào mà thị trường về đến vùng kháng cự rồi thì chúng ta hãy 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 tĩnh tâm để mà chúng ta có thể chốt lại bớt cổ phiếu. Và vùng kháng cự tuần thì cũng có phân tích đối với VN30 và phái sinh. VN30 sẽ ở 1240, phái sinh sẽ ở 1235. Còn cái target mắc ở trên này là hiện tại là tuần vừa qua chưa đạt được. Tí nữa ông sẽ nói cái target mắc này. Thì chúng ta nhìn lại ở đây, khi mà VN30 chạm đến vùng 1240 điểm đây các anh chị, về đây nó sọt phát trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Phiên ngày hôm nay tiếp tục giằng co ở vùng 1240 và kết phiên thì đóng cửa một vùng 1232. Như vậy là chúng ta thấy rằng là khi mà VN30 tiệm cận lên vùng 1240, đây là vùng kháng cự rồi, chúng ta hạn chế, chúng ta đua. Ok các anh chị, đúng không ạ? Đó, và khi mà nó về đến vùng 1213 dưới này thì chúng ta mua, còn về đến vùng này là thôi tạm dừng cái vị thế mua lại để chúng ta ngắm nghe thêm thị trường. Đối với phái sinh ở đây các anh chị có thể nhìn thấy đây cũng có phân tích ở vùng 1235 đến vùng 1240 là vùng kháng cự, và tuần này thì nó về được mắc đó là vùng 1237, sau đó sọt lại. Kết tuần hôm nay đóng cửa 1231 à, đâu đó khoảng tầm vùng 1231 thì đấy, một tí 1230 1230.7. Như vậy thì cái vùng 1235 đến 1240 của phái sinh đây cũng là vùng kháng cự rất là mạnh và chúng ta đáng lưu tâm, đúng không ạ? Còn đối với chỉ số VN Index thì chúng ta có nói đến là vùng kháng cự 1200 đến vùng 1205, và mắc thì nó có thể đi lên được vùng 1215 đến 1220. Và trong tuần vừa qua thì VN Index của chúng ta đi lên được kháng cự mắc ở vùng 1215 đến 1220, và mắc lên đó đâu đó được khoảng vùng 1217. Như vậy thì về đến vùng này thôi, đừng mua nữa, đúng không ạ? Tại sao về đến vùng này chúng ta lại phải mua? Về vùng này chúng ta canh chốt bớt đi, rồi để xong đó tuần tới nó có những cái nhịp chỉnh cung lại quay trở lại thì chúng ta lại canh mua đó. Và
Trong cái phiên giao dịch của ngày hôm qua thì cũng có vẽ một cái hình mô phỏng để chúng ta hiểu được đó. Tức là trong phiên ngày hôm qua đây, khi mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ năm thì cũng đã có mô phỏng là kiểu gì cũng có một cái thằng đỏ ở đây. Bởi vì cái tính tạo lập ở đây này, kiểu gì cũng như vậy thì ở đây nó sẽ có một thằng đỏ, và đây gọi là test đầu ngọn nến. Đó, có một cái thằng đỏ ở đây rồi, sau đó phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba có hai thằng xanh, rồi đến phiên ngày thứ tư quạch đó. Và các anh chị nhìn thấy đây, nến kết phiên của ngày hôm nay đúng không anh chị? Đó, có một cây nến đỏ, đây gọi là gì? Đây gọi là index test đầu ngọn. Và thông thường là như vậy. Vậy thì sau một cái cây index test đầu ngọn như này rồi, nó sẽ có một cái yếu tố kỹ thuật rất quan trọng của phiên ngày thứ hai. Trong trường hợp nếu như index của chúng ta và đóng cửa, đây mình bật cái chart ngày lên một tí. Trong trường hợp nếu như index của chúng ta nó test đầu ngọn, và có thể nó sẽ tiếp tục có một cái điểm test cung về khoảng quanh vùng 1195 đến vùng 1200, bắt buộc nó phải kéo lên, bắt buộc nó phải kéo lên. Còn nếu như mà nó không kéo lên được thì hỏng hết ý đồ đấy trong phiên giao dịch ngày thứ hai. Đấy là một cái yếu tố kỹ thuật cực kỳ quan trọng chúng ta lưu tâm ở trong cái nhịp này đó. Còn nếu mà nó không trên cái trang kỹ thuật này, trên cái trang kỹ thuật này mà nó không vượt thoát lên được một cây nến xanh và bứt thoát lên được trên cái vùng 1220 điểm, như vậy là có vấn đề, là chưa ổn nó, và sẽ cần thêm những cái tín hiệu giao dịch tiếp theo. Còn tuần tới thì Hùng sẽ view ngắn cho các anh chị một số các cái yếu tố kỹ thuật như sau. Thứ nhất đó là vùng 1215, 1220 vẫn là vùng kháng cự của VN Index. Xu hướng nó sẽ chỉnh cung về quanh 1195 đến 1200. Cái điểm chỉnh Hùng vừa phân tích đó, đó là một điểm chỉnh kỹ thuật rất quan trọng, hoặc là có thể cho phép đến vùng 1190, và bắt buộc từ đây nó phải kéo long lên, và phải kéo trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. Chiều thứ hai là phải kéo lên rồi, chứ còn nếu mà cứ nhì nhằng mà nó vẫn bị mất ở vùng 1200 là xấu. Ok anh chị. Và cái mark target ở trong nhịp này, cái kháng cự của index tuần sẽ tính toán lên vùng 1235 đến vùng 1240, bởi vì hiện tại là chúng ta vẫn đang nhìn thấy có những cái nhóm ngành rất có tiềm lực có thể kéo tiếp, đó là bất động sản, đó là chứng khoán, đó là banh, hoàn toàn những ngòi nổ đấy có thể sẽ tiếp tục kéo. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ có vùng test kỹ thuật ở 1230 hoặc là 1225, đấy là hai cái vùng view ngắn để chúng ta xem trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. Và khi mà nó test thành công rồi á, thì chúng ta sẽ có thêm cái sự đánh giá. Đối với chỉ số phái sinh thì dự kiến sẽ test ở vùng 1225 và sâu hơn sẽ là 1220, nó lấp lại hết được cái gap này và sau đó lực long quay trở lại, thì đấy cũng là một cái yếu tố kỹ thuật rất là tuyệt vời. Cùng với đó thì cũng có xây dựng một cái vùng kháng cự của chỉ số VN30F1M, đó là vùng 1250 đến vùng 1253. Đối với chỉ số VN30 chúng ta có kháng cự tuần ở vùng 1253, 1255, thì đấy là cái mốc mà chúng ta lưu tâm. Và khi mà thị trường đánh được về các cái vùng đó rồi thì chúng ta hạn chế, chúng ta đừng có đua nữa. Đó. Bởi vì thông thường là mọi nhà đầu tư chúng ta sẽ rất hưng phấn khi thị trường xanh. Đó, và cái lúc mà thị trường chỉnh cung, cái lúc mà cái cổ phiếu nó cần chúng ta xuống lệnh để chúng ta mua thì gần như chúng ta sẽ không mua, và chúng ta sẽ đua lệnh ở trong những phiên xanh. Đấy là một cái thói quen chung. Vậy thì bây giờ từ cái chung đó thì chúng ta phải đi ngược lại những cái chung đó. Đó, thì xu hướng nó sẽ thành công nhiều hơn. Đó, xu hướng nó sẽ thành công nhiều hơn. Và cái cách thức mà ông lên định hướng cho anh chị em nhà đầu tư trên team chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, cũng như trong các cái phân tích định lượng hàng ngày, thì nó đã có hết được những cái điều đó. Và các cái phân tích hàng ngày như vậy là chúng ta sẽ cập nhật được cái tình hình thị trường, cập nhật được tình hình xu hướng cổ phiếu, cập nhật được tình hình xu hướng nhóm ngành, nắm bắt được rất là trực tuyến trong cái thời gian, trong cái khung giao dịch trực tuyến. Như vậy thì các anh chị sẽ có những cái cơ hội rõ nét hơn, những cái cơ hội rõ ràng hơn, và chúng ta sẽ chủ động hơn trong cuộc chơi. Bản tin tuần này đến đây là kết thúc. Vòng Lê xin được kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.